kinh doanh và làm giàu ở Việt Nam từ thế kỷ trước như nào? Các giai đoạn và kinh doanh gì để giàu ở Việt Nam thế kỷ trước có thể bạn chưa biết? 1. Giai đoạn năm 1976 đến 1982, buôn lậu hàng hóa xe máy, quần áo, nước hoa. Từ cửa khẩu Tây Ninh vào Hồ Chí Minh, cửa khẩu ở Lạng Sơn, Lào Cai vào Hà Nội. 2. Giai đoạn năm 1982 đến 1994, buôn lậu gỗ ở Tây Nguyên, từ Campuchia, Lào vào Việt Nam. 3. Giai đoạn 3 năm 1994 đến 2005, buôn lậu xe máy Nhật Bản, Hàn Quốc, linh kiện máy móc, thiết bị xe ô tô, hàng phế thải từ Nhật Bản, Hàn Quốc về Việt Nam. Buôn lậu xăng dầu, chơi cổ phiếu. 4. Giai đoạn năm 2007 đến 2018, cướp đất giá rẻ và bán giá cao. Buôn lậu xăng dầu, buôn lậu xe ô tô sang, buôn lậu mỹ phẩm, chơi cổ phiếu, bất động sản, Bitcoin. 5. Giai đoạn năm 2024 đến 2029, chơi cổ phiếu, Bitcoin, vàng, mua nợ xấu bất động sản. Mở xưởng nhận gia công và sản xuất hàng hóa cho tụi Mỹ, châu Âu, Nhật Bản để họ xuất đi thế giới. Làm nông nghiệp công nghệ theo tiêu chuẩn Israel để xuất đi nước ngoài. Thời làm giàu của thế hệ 6X, 7X, 8X từ buôn lậu, độc quyền, cướp đất giá rẻ bán giá cao đã qua rồi. Ngày nay không thể dùng con đường cũ của thế hệ trước để ráp vào con đường tiếp theo của bạn được nữa, nhớ nhé. Cái thời học dốt mà giàu qua rồi nhé. Thời đại bây giờ thì phải vừa học giỏi, vừa có trí, vừa nắm bắt được tương lai thì mới thành công. Chứ không còn ăn may mà giàu nữa đâu. Làm gì thì cũng phải có cái gốc trước để tồn tại. Đừng vì thấy người ta giàu lên từ bất động sản, chứng khoán, coi cũng lấy hết tiền gia đình làm lụng mấy chục năm ra đầu tư theo mặc dù bạn không có kiến thức trong lĩnh vực đó, tiền không có dễ kiếm như vậy. Trước tiên phải có việc làm đủ tiền ăn ở, nuôi gia đình vợ con rồi mới nghĩ tới đầu cơ, đầu tư dù có thua lỗ thì cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống. Chúc các bạn có một kế hoạch tài chính cá nhân tốt cho bản thân và gia đình, học hỏi đủ kiến thức để khi đầu tư không mất tiền oan, tiền mất thì rất nhanh nhưng kiếm lại rất lâu. Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem hết video. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy like và follow để ủng hộ kênh bạn nhé.